Xin chào tất cả các em, chúng ta sẽ làm bài luyện tập trang 55. Trang 55 và 56. Bài 132. Bài 132 tìm x. Ý A biết là A 2/3 nhân x cộng với 8/2 bằng 3/1/3. Sẽ đưa nó vào phân số đi. Ở đây sẽ bằng mẫu là 3. 2/3 là 6, 6 cộng 2 là 8. 8 nhân x cộng với lại 8/3 = 24 cộng 2 là 26, 26/3 bằng mẫu đây là 3. 3/3 là 9 thêm 1 cộng 1 là 10. Ở đây 8/3 nhân x sẽ bằng, đây chính là một số hạng, đây là một số hạng, đây là tổng đúng không? Sẽ bằng tổng là 10/3 trừ số hạng còn lại là 26/3. Tám phần ba nhân x này sẽ bằng 10/3 trừ 26/3, mẫu chung là 3, sẽ bằng -16. X sẽ bằng -16/3 chia cho 8/3. X sẽ bằng, ta làm ra nhá, cái phần này. -16/3 chia 8/3 sẽ bằng -16/3 nhân với 3/8. Ta rút gọn 33. 16 ta viết thành 8 × 2, -8 × 2 đúng không? Chúng ta sẽ chia 88 sẽ bằng -2/1 sẽ bằng -2. Thì B là 3/2/7 nhân x trừ 1/8 bằng 2/3/4. Ta sẽ đưa các hỗn số này về phân số. Ở đây mẫu sẽ là 7. Tử là 3 nhân 7 bằng 21 cộng với lại 3 à, cộng với 2 là 23. Nhân x trừ 1/8 bằng, ở đây mẫu là 4. 2 nhân 4 là 8, 8 cộng 3 là 11. Hai ba phần bảy nhân x sẽ bằng 11/4 cộng với 1/8 2/3/7 nhân x sẽ bằng, ta sẽ cộng hai phân số này với nhau, mẫu chung là 8, vậy nó sẽ bằng 11/4 bên này nhân cả từ vào mẫu 12 sẽ bằng 22/8 cộng 1 sẽ bằng 23/8. X sẽ bằng 23/8 chia cho 23/7. X sẽ bằng 23/8 nhân với 7/23. Tôi rút gọn 23 với 23, vậy còn 7/8 bằng 7/8. Để làm món dừa kho thịt, ta cần có củi dừa, hay còn gọi là cơm dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 3/5 lượng củi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ, thì phải cần bao nhiêu kg củi dừa, bao nhiêu kg đường? Đây người ta biết là lượng thịt ba chỉ và lượng dừa đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng củi dừa.
có nghĩa là 2/3, đầu tiên là 3 chỉ đúng không? 3 chỉ. 3 chỉ sẽ bằng 2/3 củ dừa. Tiếp theo là đường là 5%. Đường sẽ bằng 5% củ dừa. Đấy. Tóm tắt như vậy là dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu có 0,8 kg thịt. Thịt 3 chỉ đấy. Suy ra cần bao nhiêu kg củ dừa? Bao nhiêu kg đường? Ở đây ta thấy là cái quan hệ giữa củ 3 chỉ và củ dừa đúng không? Giữa đường và củ dừa. Như vậy để tìm được củ dừa thì ta mới tìm được đường. Vì đường bằng 5% củ dừa. Như vậy để tìm được củ dừa trước, đúng không? Sau ta mới tìm đường sau nhá. Phải tìm củ dừa trước sau đó ta mới tìm đường. Vậy thì số kg củ dừa là bao nhiêu? Ta sẽ có 3 chỉ bằng 2/3 củ dừa. Mà 3 chỉ bây giờ người ta cho biết là bằng 0,8 kg. Vậy 0,8 kg 3 chỉ này đúng không? Sẽ bằng 2/3 củ dừa. Vậy thì củ dừa bằng bao nhiêu? Vậy đây chính là phân số, và đây là giá trị của phân số 2/3. Vậy chính là tìm cái số đó bằng bao nhiêu. Tìm số củ dừa biết là 2/3 củ dừa bằng 0,8 kg 3 chỉ. Đây là chính là bài toán là tìm một số khi biết giá trị phân số của cái số đó là bằng 0,8. Vậy ta sẽ lấy 0,8 chia cho 2/3. Vậy ta sẽ tính được số củ dừa. Ta có bài giải. Ta có số củ dừa cần là 0,8 chia cho 2/3 sẽ bằng 0,8 nhân 3 chia 2. Nhân 3 sẽ bằng 2,4. 2,4 chia 2 sẽ bằng 1,2 kg. Đấy. Tiếp theo ta sẽ tìm xem đường là bao nhiêu. Cần số đường là 5% củ dừa. Có nghĩa là bằng 5% của 1,2. Bây giờ củ dừa tìm được rồi, bằng 1,2 kg. Vậy thì đường bằng 5% củ dừa, có nghĩa là đường bằng 5% của 1,2. Vậy 5% của 1,2 sẽ là 1,2 nhân với 5%. 5% là 5% đấy, đúng không? Sẽ bằng 1,2 nhân 5 chia 100. 1,2 nhân 5 chia 100 nó sẽ bằng 0,06 kg. Và ta sẽ đáp số 0,06 à, củ dừa. Là 1,2 kg. Đây là đường nhé. Đường. Đây là đường 1,2 kg củ dừa. Ở cái số tìm củ dừa này chính là tìm giá trị phần trăm của số nào đó, đúng không? Tiếp theo, bài 134, trang 55. Sử dụng máy tính bỏ túi. Bài toán, tìm một số biết 60% của số đó bằng 18. Tìm một số biết 60% của số đó bằng 18 thì ta sẽ lấy 18 chia cho 60%. Vậy ta sẽ ấn nút là 18 chia 60%. Và ta sẽ ra kết quả là 30. Vậy là số phải tìm sẽ là 30. Hãy dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra lại
đáp số của các bài tập 128, 129, 131. Chúng ta sẽ kiểm tra lại đáp án của 3 bài này, 128, 129, 131. Thì 128 đáp số của chúng ta là 5. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 1,2 chia 24%. Ta sẽ bấm là 1,2. Bấm dấu chia, phím chia. Bấm phím 24, phím phần trăm sẽ bằng 5. Vậy ta thấy là ở trong bài 128 nó là 5. Vậy là đúng. Tiếp theo, trong bài 129 ta có phép tính là 18 chia 4,5% bằng 400g. Vậy ta sẽ lấy 18 chia 4,5%. Ta bấm phím 18. Bấm phím chia. 4,5. 4,5. Phím phần trăm phải bằng 400. Ta thấy là đúng. Tiếp theo trong một bài 131 sẽ bằng 5. Ta lấy 3,75 chia 75%. 3,75. 3,75 chia 75 phím phần trăm sẽ ra là 5. Ta thấy là đúng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài 135. Bài 135. Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch. Bây giờ cái xí nghiệp này sẽ làm từng này sản phẩm, đúng không? Mà nó đã thực hiện được 5/9 kế hoạch. Đây, cái phần này là đã thực hiện được là 5/9. Đấy, hỏi là còn phải làm tiếp. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Như vậy thì ở đây là cần phải làm tiếp. Chỗ này người ta cho biết là cần phải làm tiếp là 560 sản phẩm. Bây giờ chúng ta phải tìm xem là theo kế hoạch thì phải làm tất cả bao nhiêu sản phẩm, đúng không? Bao nhiêu sản phẩm? Đó. Như vậy thì ở bài này tính số sản phẩm xí nghiệp đó được giao, có nghĩa là tính tất cả chỗ này là phải làm bao nhiêu sản phẩm đấy. Vậy thì số sản phẩm làm được nó sẽ là ở đây là 5, đã làm được là 5/9 phần, 5/9 đúng không? Số sản phẩm, vậy thì số sản phẩm nó sẽ là 9/9. Nó sẽ là 9/9, vậy nó sẽ là một đơn vị đấy, nó sẽ là một nhá. Nó sẽ là một đơn vị thì nó sẽ là 9/9. Vậy ta sẽ có cái phân số, chỉ số phần sản phẩm còn phải làm tiếp là bao nhiêu? Ta tính xem cái 560 sản phẩm này chính là chiếm bao nhiêu phần của tổng số sản phẩm cần phải làm. Ở đây đã biết là làm được 5/9 rồi, mà tổng sản phẩm là có tất cả là 9/9. Vậy thì phân số chỉ số sản phẩm cần phải làm tiếp là bao nhiêu? Ta sẽ tính bài giải. Phân số chỉ số sản phẩm cần làm tiếp là sẽ là 9/9 hoặc là 1 cũng được nhé, hoặc là 1 trừ đi 5/9
Ta lấy 1 đi, 1 trừ đi 5 phần 9. 1 chính là 9 phần 9, trừ 5 phần 9 sẽ bằng 4 phần 9. Vậy ở đây nó sẽ chiếm là 4 phần 9. Đấy. Mà 4 phần 9 này là 560 sản phẩm. Vậy đây chính là giá trị, đúng không? Giá trị của 4 phần 9 là 560 sản phẩm. Vậy thì đây chính là ta biết 4 phần 9 của nó là 560 sản phẩm. Vậy thì đây chính là bài toán là tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó. Giá trị của 4 phần 9 là bằng 560. Vậy thì nó là bao nhiêu? Vậy ta sẽ lấy 560 chia cho 4 phần 9. Ta có ở đây trả lời là số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là 560 chia cho 4 phần 9. Vậy sẽ bằng, ta sẽ áp dụng cái cách tính bằng máy tính, ta tính luôn 560 chia 4 phần 9. Bằng 560 chia 4 phần 9 thì bằng 560 nhân với 9 phần 4 sẽ bằng 560 nhân với 9 chia 4 sẽ bằng 1260 sản phẩm. Đáp số một nghìn hai trăm sáu mươi sản phẩm. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm là bài 136. Đố. Theo một bài toán của Semmler, trong hình 11 đang cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em, viên gạch nặng bao nhiêu kg? Người ta cần biết là viên gạch này nặng bao nhiêu kg. Ta thấy là khi mà cân thăng bằng ở vị trí thăng bằng thì bên này nó sẽ bằng với khối lượng ở bên này, đúng không? Hai cái này nó sẽ khối lượng nó sẽ bằng nhau. Ở hai bên khối lượng nó sẽ bằng nhau. Vậy thì ta sẽ làm bài toán này như sau. Ta có là ở vị trí cân bằng. Thăng bằng đấy, thăng bằng nhé. Nên ta sẽ có một viên gạch sẽ bằng bên trái là một viên gạch sẽ bằng bên phải là 3/4 viên gạch cộng với lại 3/4 kg sẽ bằng 3/4 viên gạch cộng với 3/4 kg.
Vậy ta suy ra là 3 phần 4. Kg. Ở đây sẽ bằng 1 viên gạch trừ đi 3 phần 4 viên gạch. Phần 4 kg sẽ ứng với 1 viên gạch này nhé, trừ đi 3 phần 4 viên gạch. Vậy bằng 1 trừ 3 phần 4. 1 phần 1 chính là 4 phần 4, trừ 3 phần 4 sẽ bằng 1 phần 4 viên gạch. Đấy, như vậy là 3 phần 4 kg sẽ ứng với 1 phần 4 viên gạch. Ta có 3 phần 4 kg ứng với 1 phần 4 viên gạch, có nghĩa là 3 phần 4 kg sẽ bằng 1 phần 4 viên gạch nhé. Vậy ở đây ta có 1 phần 4 viên gạch sẽ bằng 3 phần 4 kg. Mà ta cần đang phải tìm 1 viên gạch là bao nhiêu kg khối lượng ấy. 1 viên là bao nhiêu. Vậy ở đây ta đã biết là giá trị 1 phần 4 là 3 phần 4 kg. Vậy thì 1 viên là bao nhiêu kg? Chính là tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó. Biết giá trị 1 phần 4 chính là bằng 3 phần 4 kg. Như vậy thì đây chính là bài toán về tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó. Ta sẽ lấy cái giá trị là 3 phần 4 này chia cho cái phân số đó là 1 phần 4. Vậy ta sẽ lấy 3 phần 4 chia cho 1 phần 4. Vậy ta sẽ trả lời là viên gạch nặng là 3 phần 4 chia cho 1 phần 4 bằng 3 phần 4 nhân với 4 phần 3. Vậy ta giản ước 4 với 4 đi. Vậy còn là 3 phần 1 chính là 3 kg. Đáp số 3 kg.